Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm lọc khoai lang lắc muối ớt nha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình có mấy củ khoai nè. Mình thì làm sẽ làm hai loại khoai ha, một loại thì màu tím, một loại là màu bí, một là màu vàng á các bạn. Thì mình có 4 củ khoai lang, 3 củ màu tím, 1 củ màu vàng ha. Muối thì mình sử dụng mà 1 muỗng rưỡi canh muối. Còn cái phần ớt khô á, ớt bột á thì mình sử dụng là 1 muỗng rưỡi cà phê ớt bột ha. Nước á thì mình cũng đã có chuẩn bị như vậy rồi nè, thì mình sẽ gọt cái phần khoai lang ra, đặng mình sẽ để vô trong cái thau nước muối ha. Rồi mình cũng đã hứng cái thau nước rồi nè, thì mình sẽ cho một ít nè, ít muối vô trong cái thau nước nè. Khi mà mình gọt cái phần khoai lang á thì mình sẽ để vô trong đây, đặng cho cái phần khoai lang nó sẽ không có bị mủ và cũng không có bị đen cái củ khoai lang ha. Bây giờ là mình sẽ gọt trước cái màu củ bí nè, khoai lang bí á, mình sẽ gọt cho đến hết cái phần khoai lang thôi. Khoai lang này á thì mình làm như bánh xì nát á, ăn cũng ngon, hoặc á là mình ăn mình mua mình chấm muối mỡ cũng ngon nữa các bạn. Như hôm bữa là mình cũng có làm một clip về khoai lang chấm muối mỡ á, ăn cũng ngon lắm ha. Khoai lang á thì mình gọt cho nó hơi sâu sâu tí xíu. Rồi mình sẽ để vô trong cái phần thau nước muối nè. Một phần mình sẽ gọt lại sau. Còn đây là củ khoai tím. Các bạn thấy là củ khoai tím nè, mình bào ra nó có màu tím nè, thiệt là đẹp nha. Giờ mình sẽ bào cho đến hết cái phần khoai lang ha. Còn cái khúc này là mình sẽ cắt bỏ xong. Bạn thấy là một cái màu vàng, một cái màu tím lên rất là đẹp ha. Cái phần khoai lang á là mình cũng đã gọt xong rồi nè, thì bây giờ mình sẽ bào nha. Mình bào mình cũng sẽ để vô trong cái phần cái thau nước muối này luôn ha. Nè, mình sẽ bào mỏng ra. Như xịt nát á thì mình phải bào mỏng như vậy nó mới ngon nha. Nếu mà mình sắc á, thì nó sẽ không có được ngon các bạn. Bây giờ là mình sẽ bào luôn cái củ khoai tím nha. Mình bào xong rồi thì mình sẽ đem mình rửa rồi mình chiên. Đó, mình bào cho các bạn xem như vậy nè. Củ khoai tím nè, lên cũng rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ bào cho đến hết cái phần khoai lang thôi. Rồi bây giờ cái phần khoai lang đó là mình cũng đã bào xong hết rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy hai màu rồi, lên thật đẹp ha. Giờ là mình sẽ đem xuống như nhà sau, mình sẽ rửa. Mình rửa sau đó mình sẽ để vô một cái gỗ, mình để cho nó hơi ráo rồi mình sẽ đem mình chiên luôn nha. Rồi các bạn thấy nè, mình đẹp ghê. Giờ khoai lang á là mình đã rửa sạch rồi, mình cũng đã để cho ráo rồi ha. Dầu á là mình cũng bắt lên cho nóng rồi nè. Bây giờ mình sẽ để vô mình chiên nha. Mình sẽ chiên ít ít chút thôi các bạn, chứ mình đừng có chiên nhiều quá. Nhiều khi nó nhiều quá á, mình chở không có kịp á thì nó sẽ bị khét á. Các bạn thấy là cái khoai lang nè, chiên cái nó cũng dẫn cái khoai lên nè. Mình chiên cái này nè, mình cũng để lửa vừa vừa thôi, cũng không lớn quá mà cũng không nhỏ quá nha. Cái phần muối nè, muối mình cũng chuẩn bị rồi nè. Rồi mình sẽ cho cái phần ớt bột này mình sẽ cho vô đây. Mình sẽ trộn đều ha, đặng một hồi khi mà mình chiên ra cái mẻ nào mình sẽ lắc liền cái mẻ nấy ha. Tại vì mình lắc á là mình phải để cho cái phần khoai nó còn nóng á, mình lắc á nó mới dính các bạn. Chứ mà mình lắc mà khoai mà nó hơi nguội là lắc cái phần muối với ớt thì nó sẽ không có dính. Và bây giờ mình sẽ để riêng qua một bên nha. Thì
là mình chiên cái phần khoai cho nó hơi vàng vàng thì mình sẽ lấy ra. Bây giờ cái phần khoai á nó vàng rồi nè các bạn, nó giòn rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha, vớt ra mình sẽ để vô trong cái rổ nè, rổ mà có cái lỗ như vậy nè, đặng cho nó rõ cái phần dầu xuống. Rồi mình sẽ để một miếng khác cho mình chiên tiếp nha. Giờ cái mẻ này cũng chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để chung dưới đây ha. Rồi mình sẽ để cái phần khoai lang vô tiếp, rồi mình sẽ lắc cái một mớ này trước nha. Bạn giờ thấy nha, cái phần khoai lang này nó rất là giòn. Giờ mình để một mớ khoai lang này vô nữa đi, rồi mình sẽ lắc cho nó dễ. Cái phần khoai lang này nè, mình để cho nó hơi ráo dầu như vậy nè các bạn. Mình sẽ cho vô trong cái thau này nha. Mình sẽ cho cái phần muối ớt nè, mình lắc vô. Gắt cũng ít ít thôi để nó mặn nha. Đó, mình sẽ tắt ra. Đặng khi mà còn có cái phần dầu á, cái phần muối nó sẽ thấm vô trong cái miếng khoai lang thì nó sẽ ăn nó sẽ ngon. Khoai lang nè với muối nè nó đã dính nè, các bạn thấy cái phần muối nè dính trong cái khoai lang nè ha, ớt nữa nè đó. Rồi bây giờ là mình sẽ để qua một cái sủng nha, các bạn thấy cái độ giòn không? Giờ mình sẽ bẻ thử cho các khoai lang nè, đó thấy không, rất là giòn nè. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Đó, các bạn thấy là cái độ giòn của khoai lang ha, rất là giòn. Bây giờ là mình sẽ chiên tiếp cái phần khoai lang còn lại nha, rồi mình cũng sẽ lắc như vậy luôn nha. Bây giờ cái xình lắc á, khoai lang của mình đã chiên xong nè, các bạn thấy nè, cái phần muối nè, ớt nè, nó đã thấm, nó tắm trong cái phần khoai lang này, nó đã dính luôn nè. Đó, các bạn nhìn thấy nè, thấy không, rất là đó, giờ rất là ngon. Thì bây giờ là mình sẽ cũng xin mời cả nhà cùng ăn chung với gia đình mình nha. Rồi, ăn đi ra. Ôi, bóp ăn rồi luôn. Ngon không? Giòn không? Các bạn thấy mình nhai không? Cái độ giòn rất là ngon ha. Ăn thì mình ăn thì nó có cái gì mặn mặn, béo béo, nó cay cay nữa các bạn. Ngon ha. Cái món này nè, nhiều khi là mình buồn miệng, mình coi tivi á, mình buồn miệng á, thì mình cũng có cái món để mình ăn giặt ha. Ăn cái khoai tím thử đây. Nó đi kiếm nước nó uống rồi đó các bạn. Đừng la lớn. Nó không nghe mình nói gì đâu. Giờ cái khoai tím mà ăn nó cũng ngọt đó nè. Cái món này ở nhà là con mình nó rất là thích. Nó hay ra ngoài mà nó mua những cái bịch á mà người ta có đóng gói sẵn á các bạn, nào là khoai tây nè, nào là khoai lang hoặc là những nui gì đó các bạn. Nó hay mua mấy cái món nó về nó ăn lắm, nên là hôm nay mình sẽ làm ra một sủng luôn. Ủa nãy mẹ nói gì con vậy? Mẹ đâu nói gì đâu, mẹ nói ngon quá, mẹ nói cái này ngon quá. Không mà con thấy ngon không? Có cay không? Cay không? Cay hả? Bây giờ nó kêu chị Bo với chị Hai đó. Không có kêu chị Hai. Rồi mình
cũng sẽ kết thúc video tại đây ha. Mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích tết thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn.